Đây sẽ là những tin chính có trong bản tin bóng đá Việt ngày hôm nay. Những nhân tố đang chú ý của U23 Việt Nam. Câu lạc bộ BKMX Bình Dương cải tổ lực lượng một cách mạnh mẽ. Câu lạc bộ Quảng Nam đối mặt với bài toán lực lượng. Xin chào quý khán giả thân thương của FPT Play. Hiền Ngô rất vui khi lại được đồng hành cùng quý vị ở bản tin bóng đá Việt ngày 2 tháng 9. Xin chúc cho quý vị có một kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh vui vẻ và tràn đầy ý nghĩa. Còn bây giờ sẽ là những thông tin chi tiết có trong bản tin. Thưa quý vị, sau màn trình diễn ở những đấu trường khác nhau như SEA Games 32, rồi lại U23 Đông Nam Á, hay mới đây nhất là Nai World V-League 1 và giải hạng nhất quốc gia 2023, thì rất nhiều cầu thủ của U23 Việt Nam đã thể hiện được tiềm năng, đặc biệt là những cầu thủ trẻ đều đã để lại dấu ấn cá nhân của riêng mình. Hãy cùng chúng tôi điểm danh qua một vài cái tên được kỳ vọng là nhân tố sẽ làm nên chuyện trước vòng loại U23 châu Á. Tại đợt tập trung cho vòng loại U23 châu Á, huấn luyện viên Philippe Jouzier đã điền vào danh sách nhiều cái tên đầy tiềm năng và thể hiện được dấu ấn cá nhân trong màu áo câu lạc bộ một giải vừa qua. Trong đó, Nguyễn Thái Sơn là một trong những cầu thủ nổi bật nhất trong khoảng nửa năm trở lại đây. Với khả năng di chuyển rộng cùng lối đá năng nổ, Thái Sơn được huấn luyện viên Veliza Popov tin tưởng cho thi đấu thường xuyên trong màu áo câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa. Và tài năng của anh đã được chứng minh bằng danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của Nai World V-League 1 2023. Ở hàng tấn công, Nguyễn Đình Bắc của câu lạc bộ Quảng Nam hứa hẹn là một phương án thú vị của huấn luyện viên Philippe Jouzier. Anh là nhân tố chủ lực của hàng tiền đạo câu lạc bộ Quảng Nam, góp công lớn giúp đội bóng này thăng hạng V-League. Ở một giải vừa qua, Đình Bắc đã ghi được 8 bàn thắng và được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất của giải hạng nhất quốc gia Biệt Sao Vàng 2023. Nguyễn Thanh Nhàn của PVF CND cũng là một cầu thủ nhận được sự chú ý đặc biệt trong danh sách triệu tập của U23 Việt Nam. Dù không thể giúp câu lạc bộ giành quyền thăng hạng, song cá nhân Thanh Nhàn đã có mùa giải xuất sắc với 10 bàn thắng. Anh cũng là ứng cử viên cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải nhưng đành xếp sau Đình Bắc. Tuy vậy, cái tên được chú ý nhất trên hàng công của U23 Việt Nam vẫn là Nguyễn Văn Tùng. Tại SEA Games 32, Văn Tùng là chân sút chủ lực của U22 Việt Nam và anh đáp lại bằng màn trình diễn chói sáng. Trong màu áo của câu lạc bộ Hà Nội, Văn Tùng chưa được đá chính nhiều, song anh chắc chắn vẫn là cái tên đáng chú ý trong đội hình của huấn luyện viên Jouzier. Ở hàng tiền vệ, Khuất Văn Khang dĩ nhiên vẫn là cầu thủ đáng chú ý nhất. Nhờ khả năng hoạt động rộng và nhãn quan chiến thuật tốt, Văn Khang luôn đóng vai trò quan trọng cho các trận đấu thuộc cấp độ trẻ của bóng đá Việt Nam. Tại câu lạc bộ Viettel, Khuất Văn Khang chưa cạnh tranh được vị trí với những cầu thủ dày dạn như Đức Chiến, Hoàng Đức hay Gia Hà, nhưng chắc chắn anh vẫn là con bài quan trọng trong chiến thuật của U23 Việt Nam tại giải đấu sắp tới. Ở một diễn biến khác, khép lại hành trình Nai World V-League 1 2023 bằng vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng tính từ dưới lên. Đây được coi là thứ hạng an toàn cho câu lạc bộ BKMX Bình Dương khi mà họ tưởng chừng như đã có một mùa giải bỏ đi. Tuy nhiên, nếu như muốn có được chỗ đứng ở mùa giải mới thì buộc đội bóng đất thủ phải cải tổ một cách mạnh mẽ, đặc biệt là về mặt nhân sự. Theo nguồn tin của Bóng Đá Plus, tiền vệ Nguyễn Hải Huy sẽ gia nhập câu lạc bộ BKMX Bình Dương với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Cũng theo nguồn tin này, cựu tiền vệ của câu lạc bộ Hải Phòng đã bay vào đất thủ để ký hợp đồng với đội bóng của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức. Chi phí lót tay và tiền lương không được đôi bên tiết lộ. Tuy nhiên, bản hợp đồng của Hải Huy với BKMX Bình Dương được cho là có giá trị lớn, đáp ứng được nguyện vọng của tiền vệ 32 tuổi. Trước đó, Nguyễn Hải Huy đã gia nhập Hải Phòng ở đầu mùa giải 2022. Trong hai mùa giải gắn bó với sân Lạch Tray, tiền vệ này trở thành một cầu thủ quan trọng bậc nhất của câu lạc bộ. Anh ra sân 42 trận và ghi 9 bàn thắng cho đội bóng đất cảng. Phong độ ấn tượng cũng đã giúp cho Hải Huy được các huấn luyện viên Philippe Jouzier và Park Hang-seo triệu tập lên đội tuyển quốc gia trong vòng 2 năm qua. Tại Nai World V-League 1 2023, Hải Huy cũng lọt vào top 3 đề cử danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải. Và cũng liên quan đến đội chủ sân Gò Đậu, câu lạc bộ này tiếp tục tăng cường những tân binh chất lượng nhằm hiện thực hóa tham vọng cạnh tranh chức vô địch ở mùa giải 2023-2024. Ở hàng phòng ngự, hai trung vệ Nguyễn Minh Tùng và Gian Clesio được cho là sẽ gia nhập đội bóng chủ sân Gò Đậu trước thềm mùa giải mới. Theo nguồn tin của VTC News, BKMX Bình Dương sẽ ký hợp đồng với hai trung vệ từng đeo băng thủ quân ở các câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong mùa giải vừa qua. Sau khi được cho là ký hợp đồng với Quế Ngọc Hải, BKMX Bình Dương sẽ sở hữu hàng phòng ngự gồm 3 trung vệ đẳng cấp ở V-League là Minh Tùng, Ngọc Hải và Gian Clesio. Ban huấn luyện đội bóng này có thể thoải mái xoay chuyển giữa hai sơ đồ với hai trung vệ hoặc 3 trung vệ tùy theo ý muốn. Cả 3 tân binh tin đồn này của BKMX Bình Dương đều là thủ lĩnh hàng phòng ngự của các đội bóng cũ. Và rõ ràng đây là những sự bổ sung cực kỳ chất lượng hướng tới mùa giải 2023-2024. Đồng thời với việc chiêu mộ tân binh,
đội bóng đất thủ cũng đã nói lời chia tay với hai trung vệ là A Sân và Nguyễn Thanh Long. Được biết trong thời gian tới, BKMX Bình Dương sẽ công bố các tân binh trên trang chủ của mình và đồng thời đón thêm nhiều cầu thủ chất lượng nữa cho tham vọng sừng vương. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa công bố hai bản hợp đồng đầu tiên cho mùa giải 2023-2024. Tân binh đầu tiên là cựu đội trưởng câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định Nguyễn Hạ Long. Nguyễn Hạ Long được xem như là công thần của đội bóng Thành Nam. Cầu thủ sinh năm 1994 đã có 5 mùa giải khoác áo đội bóng chủ sân Thiên Trường. Ở mùa giải vừa qua, anh có tổng cộng 10 lần ra sân với 8 trận góp mặt trong đội hình xuất phát. Tân binh thứ hai của Thành phố Hồ Chí Minh đó là tiền vệ Việt kiều Pierre Lamotte. Cầu thủ mang hai dòng máu Canada Việt Nam gia nhập câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh với bản hợp đồng có thời hạn 6 tháng từ câu lạc bộ Pacific FC của Canada. Pierre Lamotte sinh năm 1997 tại Greenfield, Canada. Vị trí sở trường của anh chàng cao 1m73 này là tiền vệ tấn công hoặc tiền vệ trung tâm. Pierre Lamotte có cha là người Canada, còn mẹ là người Việt Nam. Hồi đầu mùa giải 2023, anh từng có thời gian thử việc tại câu lạc bộ SHB Đà Nẵng và thi đấu ở giải giao hữu Thiên Long Cup. Tuy nhiên sau đó đội bóng sông Hàn đã không ký hợp đồng với cầu thủ Việt kiều này. Trước đó, Thành phố Hồ Chí Minh mới chỉ xác nhận gia hạn hợp đồng 3 năm với tiền vệ Đào Quốc Gia. Bên cạnh đó, tân binh này đã chia tay hai ngoại binh là Daniel Green, Victor Mansaray cũng như tiền đạo nhập tịch Hoàng Vũ Samson. Đội chủ sân Thống Nhất cũng không gia hạn hợp đồng với tiền đạo Hồ Tuấn Tài. Trong thời gian sắp tới, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ tiếp tục chiêu mộ thêm những cầu thủ chất lượng phù hợp với triết lý của đội bóng. Trong khi đó, tại giải hạng nhất quốc gia 2023, cái tên Lê Văn Hưng đặc biệt gây chú ý khi mới chỉ gia nhập câu lạc bộ Quảng Nam ít tháng nhưng lại tìm được chỗ đứng trong sơ đồ của huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn. Lẽ ra thì trung vệ này sẽ tiếp tục cống hiến cho đội bóng xứ Quảng khi lên chơi tại V-League mùa giải 2023-2024. Thế nhưng, cây sào 1m87 lại bị triệu hồi trở lại thi đấu tại giải hạng nhất cho câu lạc bộ SHB Đà Nẵng. Vừa qua, một trong những cái tên đầu tiên xác nhận rời câu lạc bộ Quảng Nam là trung vệ trẻ Lê Văn Hưng. Anh được SHB Đà Nẵng cho Quảng Nam mượn từ đầu mùa trước và góp công lớn trong hành trình thăng hạng của đội bóng xứ Quảng. Trung vệ cao 1m87 đã có 6 bàn thắng trên mọi đấu trường, trong đó có 4 bàn ở giải hạng nhất và 2 bàn vào lưới Sông Lam Nghệ An và Topelen Bình Định ở Cúp Quốc gia. Sau khi xuống hạng, SHB Đà Nẵng quyết định triệu hồi Lê Văn Hưng để chuẩn bị cho giải hạng nhất 2023-2024. Sau khi giành chức vô địch giải hạng nhất, câu lạc bộ Quảng Nam sẽ đứng trước những khó khăn về lực lượng khi trở lại V-League. Ngay sau ngày đăng quang, huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn đã thừa nhận rất nhiều cầu thủ Quảng Nam sắp hết hạn hợp đồng. Do đó đội bóng này sẽ rất bận rộn trong thời gian tới trong việc cân nhắc nhân sự ở mùa giải mới. Trong đó có cả những trụ cột như Lê Văn Nam hay Nguyễn Đình Bắc. Giờ tương lai của em thì em xin không nói ra đấy vì em vẫn chắc chắn em sắp tới đấy là quảng nghỉ của em cần về nghỉ ngơi về gia đình. Trước tiên là nghỉ ngơi về gia đình nhá. Ở chiều ngược lại, đội bóng của huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn đã đón tân binh đầu tiên là thủ môn Nguyễn Văn Công từ câu lạc bộ Hà Nội. Anh sẽ chính thức ký hợp đồng với đội bóng mới sau kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9. Thưa quý vị, như vậy là khóa học huấn luyện viên Futsal cấp 1 AFC đã khép lại sau 5 ngày được diễn ra. Đây là khóa học Futsal dành riêng cho các huấn luyện viên nữ lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Điều này cho thấy được sự quan tâm rất lớn của Liên đoàn bóng đá Việt Nam trong việc phát triển phong trào nữ trong bóng đá nói chung và Futsal nói riêng. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng cập nhật đến quý vị thông tin mới nhất về đội tuyển nữ Việt Nam tại ASEAN 19. Những thông tin này sẽ khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Hiền Ngô cùng với đội ngũ bản tin bóng đá Việt xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo. Vào chiều qua, khóa học huấn luyện viên Futsal dành cho các học viên nữ đã kết thúc tại nhà thi đấu Thái Sơn Nam, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khóa đào tạo huấn luyện viên Futsal dành riêng cho các học viên nữ đầu tiên được Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp cùng AFC và câu lạc bộ Futsal Thái Sơn Nam tổ chức tại Việt Nam. Khóa học diễn ra từ ngày 27 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9 năm 2023. Qua 6 ngày làm việc nghiêm túc, giảng viên cùng các học viên đã thực hiện tốt chương trình đào tạo khóa học theo đúng quy định của AFC. Theo đánh giá của đội ngũ giảng viên, đây là khóa học mà các học viên đã học tập rất tích cực, tinh thần thái độ học tập tốt. Nhiều học viên có kết quả học tập giỏi so với nhiều khóa học khác từng được tổ chức. Lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam hy vọng Futsal nữ sẽ có những bước phát triển tốt, bắt đầu từ những lớp học huấn luyện viên dành riêng cho nữ như thế này. Trong tương lai không xa, Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ có một hệ thống thi đấu giải vô địch quốc gia nữ tốt và đội tuyển Futsal nữ có thứ hạng cao trong khu vực và phấn đấu tham dự World Cup như đội tuyển Futsal nam. Với việc đội tuyển nữ Nhật Bản chỉ mang đội hình dự bị tham dự ASEAN 19, đội tuyển nữ Việt Nam hoàn toàn có thể nghĩ đến cơ hội dẫn đầu tại bảng D.
Theo danh sách mới được công bố, đội tuyển nữ Nhật Bản sẽ mang đến Á vận hội đội hình vô cùng trẻ trung. Những cầu thủ được triệu tập đều sinh năm 2004 trở lên. Mặc dù mang danh nghĩa là đội tuyển quốc gia Nhật Bản, tuy nhiên thực chất đội bóng xứ sở mặt trời mọc chỉ mang đến ASEAN đội hình U20. Đây là cách bóng đá Nhật Bản đầu tư và chuẩn bị cho lứa kế cận. Kế hoạch đường dài này được Liên đoàn bóng đá Nhật Bản đầu tư nhằm chuẩn bị cho các giải đấu lớn trong tương lai, gồm Asian Cup 2026 và World Cup 2027. Với việc Nhật Bản chỉ mang đến đội hình U20, những đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Hàn Quốc, Australia hay Trung Quốc sẽ có cơ hội rất lớn để giành tấm huy chương vàng. Ngoài ra đây cũng sẽ là điều kiện để đội tuyển nữ Việt Nam hy vọng về việc cạnh tranh một vị trí cao tại bảng đấu. Theo điều lệ của giải, chỉ 5 đội đứng đầu mỗi bảng đấu và 3 đội có thành tích xuất sắc nhất mới đủ điều kiện tham gia vòng tứ kết. Do đó, việc chiếm ngôi đầu bảng D sẽ chắc chắn mang thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung bước vào vòng đấu của 8 đội mạnh nhất. Tại ASEAN 19 diễn ra tại Trung Quốc sắp tới, đội tuyển nữ Việt Nam nằm tại bảng D cùng với các đối thủ Nhật Bản, Bangladesh và Nepal. Mục tiêu đề ra của huấn luyện viên Mai Đức Chung và đội tuyển là vượt qua vòng bảng. Hiện tại, toàn đội đang trải qua quá trình tập huấn tại thành phố Hải Phòng. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.